Trong 3 ngày qua, thời tiết nắng nóng, theo số liệu của ngành điện, lượng điện sinh hoạt tại Hưng Yên đã tăng khoảng 10% so với các ngày trước đó. Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Điều này có thể ảnh hưởng tới việc cung ứng điện cho hệ thống, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc. Vì vậy, ngành điện khuyến cáo khách hàng cần sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực. Tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất. Theo khuyến cáo thì có rất nhiều cách để các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm lượng điện năng tiêu thụ như thay đổi giờ làm việc vào khung giờ thấp điểm, nâng cấp các hệ thống máy móc, trang thiết bị bằng công nghệ inverter tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt hệ thống pin mặt trời giúp doanh nghiệp giảm nhiều chi phí, chủ động nguồn điện, trong đó cần tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 22 giờ đến 24 giờ hàng ngày, không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.